Trở lên cái lái luôn nè. Phua 3.6. Trở lên cái lái luôn. Quá đẹp. Cái này cháu chưa thay này cho nên kéo. Kéo vào đây. Đấy, chơi chưa. Bật chìa khóa giùm cháu, tại vì cái này con chưa thay này. Hả? Chứ bật chìa khóa giùm cháu bên. Rồi, mày cho tao bật chìa khóa cho. Mày phải chơi cỏ đó bây giờ. Đâu rồi, đâu. Bật từ phía nào nhỉ? Bật từ bên đây này. Để phía này vào. Hay hết mình đâu. Tại vì cái này nó lỏng nè. Lỏng. Rồi làm lại nha. Thay mấy chục ngàn. Bắt đầu. Rồi, thú gì? Đó thua. Bắt đầu. Đấy, rô gà chút rồi. Rô gà quá. Rồi, hơi đâu? Test ra ấy vậy. Đủ rồi. Rồi. Benti đầy đủ. Thắng hơi lắc kê. 3.600. Kém cặp vỏ. Thay cặp vỏ rồi mà. Cháu về đổ hơi chưa? Có đổ hơi không? Có đổ hơi chưa? Nó có đổ hơi không? Không qua. Có không? Không hơi ra hơi hết này. Đây, đây đi. Chưa đổ hơi à? Không đổ hơi này, đổ máy này. Không đổ hơi. Rồi tắt đi. Tắt đi. Tắt rồi. Cái này T4 không? Đây T4. T6 thì ngoan nha. T4. T4. Từ cái ngày cháu mua giờ là mấy năm rồi? Cháu mua được. Một năm hay 2 năm? Cần 2 năm. Năm mấy? Năm mấy à? Mà từ giờ về là cứ vậy đi. Đi. Chưa có làm máy là móng gì hết. Mà lúc cháu mua là máy còn riêng hết vào. Chưa bung chưa biết gì hết. Dạ. Chỉ tháo bên cái này là bên thay thừa số thôi. Thay rồi. Đi một lính cháu nhiều quá. Vậy à? Vậy à, cũng có lính nhiều. Bữa trước chú có biết là Thanh, cái băng Thanh. Băng Thanh cắt An Khương. Băng Thanh. Cặp vỏ này đang riêng rồi đó luôn phải không? Vỏ này ha. Vỏ này không cần. Vỏ mua thật cao lắm. Vỏ đó còn mua 101. 101 mà... Trời ơi, vỏ đấy là ta nói rồi này. Chết mẹ, mày phải chạy này chắc chết luôn này. Chết là phải thay hết rồi. Thay vỏ với cái cháu rồi. Mày phải thay hết. Thì cái vỏ này cũng không bao nhiêu đâu. Vỏ này thì ok thay. Vỏ này thì... Vỏ này, đây cái vỏ này nó hơi kém thì các bác này. Nó bung hết, không sao.
có vậy. Đùi 5,5 tấn, cầu 5,5 tấn, tấn hơi là kê đầy đủ. Có trợ lực trợ lái, đây có số mọc luôn. Có trợ lực trở lại, ok, để lấy độ, có trợ lực trở lại, độ trợ lực trở lại, độ trợ lực trở lại, rồi, mùi đang còn. Heo khô hết đàng hoàng các bạn, heo rất khô, không vấn đề gì hết. Xe được, nói chung xe này được trở lại rồi, ok. Các bác điện thoại cho em 0394 326 198 nhé. Rồi. Em báo giá cho các bác là 85 triệu, các bác còn 80 là chủ bán, các bác nhé. Rồi còn 80 là chủ bán. Chủ kêu bây giờ 85. Nó dính như này, đất thì dính nhưng mà rất đẹp các bạn, không vấn đề gì. Cũng có hàn xì, hàn ốc. Rồi, chào các bác nhé. Em xin dừng ở đây, xin chào cả nhà chúng ta. Rồi hẹn đi trước sau.